của mật ong cho sức khỏe và cách phân biệt mật ong thật giả. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, bạn HVLOG có bán mật ong với giá rẻ, khiến cư dân mạng đặt ra nhiều vấn đề nghi vấn về chất lượng mật ong. Đặc biệt, khi H đã xóa hết toàn bộ thông tin bán mật ong của mình trên trang cá nhân, khiến cho mọi người càng thêm nghi vấn. Hiện chủ đề này vẫn đang được rất nhiều người quan tâm vì lượng mật ong bán ra khá nhiều và cũng có nhiều phản ánh nghi ngờ về chất lượng mật ong mà của H đã bán ra. Vậy hôm nay hãy cùng Diệp tìm hiểu về mật ong có tác dụng gì và những mẹo đơn giản dễ dàng phân biệt chất lượng mật ong thật giả nhé. Phần 1. Tác dụng của mật ong đối với sức khỏe. Thứ nhất, mật ong chống oxy hóa tốt. Mật ong nguyên chất được cho là thực vật hoạt động giống như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương tế bào do các gốc tự do. Các gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa và cũng có thể góp phần vào sự phát triển của các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng các hợp chất chống oxy hóa có trong mật ong nguyên chất được gọi là polyphenol có tác dụng chống viêm, có thể có lợi trong một số việc bảo vệ chống lại các tình trạng liên quan đến oxy hóa. Thứ hai, kháng khuẩn và kháng viêm. Mật ong rất lành, lại có hoạt tính kháng khuẩn như hydrogen peroxide và có độ pH thấp nên được xem như là một loại chất kháng sinh tự nhiên. Bôi mật ong trực tiếp lên vết chảy xước, vết thương sẽ giúp vết thương mau lành. Tuy nhiên, bạn phải lựa chọn những mật ong đã được vô trùng mà bán ở các cơ sở y tế. Thứ ba, mật ong nguyên chất giúp trị ho hiệu quả. Xa xưa đã có rất nhiều bài thuốc dân gian giúp trị ho hiệu quả từ mật ong, được coi là nguồn kháng sinh tự nhiên. Sử dụng mật ong trị ho giúp hạn chế việc phải sử dụng thuốc kháng sinh, dẫn đến tình trạng nhờn thuốc kháng thuốc, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Có rất nhiều bài thuốc kết hợp với mật ong với một số thảo dược để trị ho đơn giản và dễ làm như sau. Mật ong ngâm chanh đào. Mật ong cùng với chanh đào đã từ lâu là bài thuốc quý được lưu truyền trong dân gian trị các bệnh về hô hấp. Đến mùa chanh đào, mua chanh đào về rửa sạch, thái lát rồi ngâm với mật ong và đường phèn. Pha một cốc nước ấm với mật ong, uống vào buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy rất hiệu quả trong việc phòng trị ho. Mật ong ngâm với gừng, lấy một cốc nước thêm một vài lát gừng, một thìa mật ong, sau đó khuấy đều và uống từng ngụm nhỏ. Sử dụng liên tục 3-4 lần giúp giảm các triệu chứng đau rát, ngứa cổ và bớt ho. Cách tiếp theo đó là mật ong chưng với quất xanh. Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần 2-3 quả quất xanh, rửa sạch, bổ đôi. Sau đó cho vào khuấy khoảng 3 thìa mật ong nguyên chất. Cho quất và mật ong vào bát nhỏ rồi chưng cách thủy khoảng 20-30 phút. Sau đó để cho nguội và có thể dùng ngay được. Thứ tư là hỗ trợ bệnh tiêu hóa. Mật ong không chỉ có tác dụng bảo vệ đường ruột mà còn hỗ trợ các triệu chứng viêm nhiễm khuẩn. Mật ong nguyên chất chứa probiotic có lợi, có nghĩa là nó nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt sống trong ruột. Điều này rất quan trọng không chỉ cho tiêu hóa mà còn cho sức khỏe tổng thể. Phần 2, cách phân biệt mật ong thật giả. Có 5 cách để phân biệt mật ong thật giả như sau. Cách 1, màu sắc của mật ong. Màu sắc của các loại mật ong thì rất khác nhau, phụ thuộc vào nguồn mật hoa. Thông thường, màu sắc của mật ong tương đồng với màu phấn của những bông hoa nơi mà ong hút mật. Mật ong có màu từ vàng sáng cho đến nâu tối. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy các loại mật ong xuất xứ từ các vùng có khí hậu lạnh, hanh khô sẽ có màu khác nhau. Các vùng có khí hậu càng nóng ấm, màu mật ong ở đó càng sẫm màu hơn. Vì vậy, nếu chỉ để phân biệt mật ong thật giả qua cảm quan về màu sắc thì chưa hoàn toàn chính xác. Thứ hai là dùng khăn giấy. Bạn cần chuẩn bị một miếng khăn giấy hoặc giấy ăn đều được, nhưng đừng chọn loại giấy quá mỏng nhé. Cho khoảng 2-3 giọt mật ong lên khăn và để yên đó, không dùng tay hay chìa để chà đều mật ong. Nếu mật ong thấm qua lớp khăn giấy thì chứng tỏ đó là mật ong giả. Có pha đường và pha nước, vì khi pha đường và nước thì mật ong sẽ giảm độ sánh. Thành phần nước nhiều thì sẽ làm mật ong dễ thấm qua giấy hơn. Đối với mật ong nguyên chất thì sẽ không thấm qua hoặc thấm rất ít qua khăn giấy. Thứ ba là thử mật ong bằng hành lá tươi. Đây có thể là một cách phân biệt mật ong nguyên chất nghe khá lạ nhưng lại rất hữu hiệu. Vật thử cũng rất gần gũi, dễ tìm. Dùng hành lá tươi để thử mật ong vì bản chất mật ong có tính kháng viêm, sát khuẩn cao nên khi cho hành ngâm vào trong mật ong nguyên chất khoảng 10-15 phút thì hành sẽ bị héo đi. Màu sắc của lá hành cũng mịn, sậm màu hơn. Còn đối với mật ong giả, mật ong đã pha đường thì hiện tượng này sẽ không xảy ra mạnh. Hành sẽ không bị héo nhanh mà màu của lá hành gần như không có gì thay đổi. Thứ tư là dùng cốc nước để thử mật ong. Cách phân biệt mật ong này khá đơn giản. Bạn chỉ cần có một cốc nước lọc là được. Bạn nên chọn cốc nước màu trong suốt để dễ quan sát hơn.
Sau khi đã có cốc nước rồi thì bạn cho khoảng một muỗng cà phê mật ong vào cốc nước. Mật ong đổ từ trên cao xuống, không dùng muỗng thả xuống cốc nước và quấy. Nếu mật ong tan nhanh trong nước thì đó là mật ong giả, có nhiều thành phần nước nên dễ tan hơn. Còn đối với mật ong thật thì sẽ chìm sâu xuống đáy nước và quyện lại với nhau. Thứ năm, thử bằng cách cho kiến bung. Trong mật ong có hơn 60% là các loại đường như gluco và glutoxi. Mật ong nhiều đường đến thế mà kiến lại rất thích đường nên chẳng có lý do gì kiến không bu vào để ăn cả. Còn kiến bu đường thì chắc chắn không cần bàn cãi nữa vì đó là điều tất nhiên. Ngọt như đường thì kiến nào mà chẳng bu. Tuy nhiên vẫn có một số loại mật ong mà kiến không thích bu vào vì mùi vị, độ ngọt và cả hương thơm. Ngoài ra nhiều loại mật ong lấy từ các tổ trên cao nên có những lớp sáp ong bên ngoài và kiến không thể nào vào bên trong được. Vậy nên phân biệt mật ong bằng cách xem kiến có bu vào hay không là hoàn toàn chưa chính xác. Trên đây là cách phân biệt mật ong thật giả, hy vọng sẽ giúp bạn phần nào trong việc tìm kiếm những chai mật ong đúng chất lượng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm like và share video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.